Thân chào tất cả các bạn. Ở video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn là sửa xong cái danh sách nhân viên này đúng không ạ? Đấy, mình đã sửa danh sách nhân viên và gắn được cái nhân viên đấy vào cái vai trò nào đúng không? Thì ở video này thì mình sẽ hướng dẫn nốt cho các bạn là delete nhá. Delete ở nhân viên đấy, delete cái user ấy. Thì cái delete user này thì mình có làm ở cái module sản phẩm này hoặc là slider. Nó rất là giống module đấy và mình trả hiện ra một switch alert. Xong đó mình xóa rồi ạ. Thì mình ở đây mình xóa mềm thì các bạn đầu tiên các bạn tạo cho mình cái column delete tự ất ở trong cái bảng user này nhá. PP artisan này, make này. Migration. Đúng không ạ? Make migration thì add column delete tự. Đúng không ạ? Thay vào user nhá. Và các bạn cho mình trừ trừ table bằng user rồi. Sau khi tạo file migration xong thì các bạn vào cho mình cái thư mục chứa migration là database này. Migration này và tìm cái file đấy. Đây ở đây mình sẽ có gì? Nó có một cái helper ấy. Để tạo ra cột delete tất đất đấy. Là shop delete các bạn nhé. Đây. Rồi. Sau khi mà mình có cái này xong thì mình sẽ chạy cái Markdown. Các bạn thấy nó là chạy file Markdown rồi. Mình vào trong database. Mình check cái bảng user. Đây, search cái bảng user. Các bạn thấy nó là sinh ra một cột là delete tất đây ạ. Rồi, cái giá trị hiện tại của nó là null và khi mà mình delete cái bảng ghi nào thì nó sẽ cập nhật cái thời gian hiện tại ở đây nhé. Nó không delete thẳng ở trong database luôn mà nó sẽ cập nhật trạng thái của cục ô delete tất đất này ạ. Cập nhật cái thời gian vào đây. Rồi, thì để cái delete được thì các bạn phải tạo cho mình cái router delete. Mình sẽ copy cái này xuống. Ở đây mình sửa thành là delete theo ID và phương thức đây là đi điền này delete này. Phương thức là delete. Mình mở cái admin user trần lơ lên ạ. Mình thêm phương thức delete vào đây. Public function delete. Mình nhận vào đây ID nhé. Và đây mình sẽ thực thi một cái hành động ở đấy đúng không ạ? Rồi sau khi có router rồi thì các bạn để ý cho mình nè. Tất cả các mô đun trước ấy. Slider nhá. Khi mình muốn delete này đều hiện cái confirm này đúng không ạ? Thì cái nút delete này mình sẽ add một cái action delete này để gọi đến một cái call của cái Ajax và sau đấy lấy cái URL data URL này để gọi đến cái URL để delete nhá. Thì ở đây mình sẽ làm như vậy thôi. Mình quay trở lại màn hình nhân sách nhân viên này. Cái nút delete này ở màn hình index nhá. Bạn tắt bớt đi cho mình. Rồi. Ở đây là mình đã mở cái đây. Admin này user index.validate.php này. Kéo xuống nút delete đây ạ. Thì cái action delete này là mình có rồi vì là mình copy từ cái slider sang. Ở đây mình sẽ thêm cái data URL là chính là cái row delete. User đúng không? Gọi add chấm delete. Và mình sẽ truyền cái tham số đó. ID thì bằng cái gì? Bằng cái user nhé. Chọn ID nhé. Rồi, mình sẽ ra mình load lại trang. Đây các bạn thấy này. Khi mình nhấn vào delete đây là user list nó chưa nhận ạ. À đây nó không phải link đâu các bạn, phải chuột phải lên. Sorry các bạn. Ở đây mình có data URL này, user edit mode này, đúng không ạ? Tương tự data URL cho thằng này nếu là 2 là ok nhá. Đây đúng không ạ? User edit 2. Delete rồi mà. Thế đi. Đây các bạn nhìn cái data URL ở dưới đi nhá.
user delete 2 đúng không ạ? Thì mình sẽ căn cho u lên. Các bạn mở cái file của mình, là mình có một cái file mình import ở trong JS đấy. Cái file main đây này. Thì mình viết một cái function này các bạn, bắt sự kiện on click cái action delete thì gọi là action delete đúng không ạ? Và nó lấy cái URL, cái này là cái file chung nên mình viết chung rồi đúng không ạ? Thì cái file này mình include vào trong cái file index rồi các bạn nhé. Mở nó lại trang. Các bạn thử nhấn vào delete này, các bạn thấy không? Nó hiện ra cái confirm rồi đúng không ạ? Đấy, hiện ra confirm rồi. Bây giờ mình nhấn yes delete thì nó sẽ gọi đến cái function delete trong cái user admin user controller đây đúng không ạ? Thì cái function này thì mình đã hôm trước thì mình cũng viết một cái trên để delete rồi. Thì các bạn có thể xem lại nhá. Đây mình sẽ yêu nó vào thôi. Này, delete model trên các bạn nhé. Này, cái phương thức đó mình viết đây các bạn này, delete model trên đây đúng không ạ? Đấy, nó chuyện nó nhận vào cái ID và cái model đó. Model. Thì ở đây mình sẽ có gì? Đồ là zip, cho đến cái phương thức trong cái trên đấy ạ. Delete model trên và nhận vào ID nhé. ID thì ID đây rồi ạ. Và model trên là gì? Đồ là zip. Cho đến model ở đây của mình là user nhé. Rồi. Ở đây thì khi mà kết quả nhận được thì các bạn phải return lại để cho bên Ajax kia nhận lại và trả. Sau khi các bạn return trả về cái ở bên cái Ajax bên kia ấy, bên con Ajax ấy thì có thể trả về rồi, thì bạn vào cho mình cái app này. App vào model user, các bạn thêm cho mình cái sort delete nhá. Cái trên của nó ấy. Sort delete ấy. Rồi. Sau khi thêm cái sort delete thì các bạn sẽ ra ngoài giao diện bằng test. Mình chỉ loát lại nha, mình thử cái với cái email này. Mình sẽ nhấn yes delete này. Ok nhá. Bạn ghi thứ 9 các bạn, bạn vào trong database check cho mình. Hay bạn ghi thứ 9 này. Đấy, các bạn thấy cái code deleted us được update theo cái thời gian mình vừa xóa đúng không ạ? Ở đấy thì video này thì mình kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn.